Chào quý vị và các bạn. Hôm nay quý vị và các bạn thấy tôi lúc nào lên trên chương trình Dân ta phải biết luật ta cười. Nhưng thực sự sáng giờ đuối lắm rồi. Cái tư vấn cái khung từ 8 giờ tới 9 giờ. Tư vấn 4 người. Cái họng nó đau lắm rồi. Tuy nhiên vì tình yêu của dân ta phải biết luật ta. Các bạn nhớ nha, nếu trong trường hợp yêu mến luật sư Thu Đoàn thì nhớ coi lướt giùm luật sư Thu Đoàn cả quảng cáo nữa nhé. Hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn di chúc bằng văn bản có hai người làm chứng, có được xem là di chúc có hiệu lực hay không. Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này thì nó có 4 loại di chúc các bạn ạ. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có người làm chứng, hai người làm chứng, di chúc lập ở ủy ban dân xã phường thị trấn, di chúc được lập ở phòng công chứng. Lý do tại sao tôi đưa ra cái câu chuyện này, sáng nay có một chị điện thoại với tôi, chị bảo rằng là như vậy đó. Chị bảo là ông xã của chị trước khi chết thì lập một cái chúc, ví dụ như ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì lập một cái di chúc không có hai người làm chứng, hơn hai người làm chứng, 4-5 người gì đó các bạn, cho cái tài sản đó cho một người con. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì lại cho một người tình nhân. Chị hỏi tôi vậy là di chúc nào có hiệu lực, và chị chỉ hỏi tôi là cái di chúc bằng văn bản có người làm chứng có hiệu lực pháp luật hay không. Mà để muốn quý vị và các bạn tâm phục khẩu phục luật này nha quý vị và các bạn, luật quy định luật dân sự, tại vì nghe nói là anh chết vào thời điểm năm 2018 cho nên tôi lấy luật dân sự năm 2015 cho quý vị điều này nha. Điều 634 quý vị và các bạn ạ. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng. Trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc. Nhưng phải có ít nhất là hai người làm nhật chứng. Luật quy định là có ít nhất hai người làm chứng. Vậy trong trường hợp này ba người làm chứng thì sao? Thì quá tốt. Bốn người làm chứng thì sao? Thì nó quá hợp pháp rồi. Vậy nha các bạn, trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc. Nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người làm chứng phải ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước mặt những người làm chứng. Người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc vào bản di chúc. Nói chung, theo cái quy định của người làm chứng là những người không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Ví dụ như trong trường hợp như thế này các bạn ạ, những người làm chứng, ví dụ như con cái không thể làm chứng cho cha mẹ, ông nội bà nội không thể làm chứng cho cha mẹ, tuy nhiên là cô bác cậu gì thì những người đó họ không phụ thuộc vào nội dung di chúc thì có thể làm chứng cho việc lập di chúc. Người làm chứng là người đủ năng lực hành vi dân sự. Dĩ nhiên không phải ai lấy một cái người mà tâm thần nhẹ để mà lập di chúc bao giờ. Và trong cái nội dung di chúc thì thường ở phòng công chứng họ vẫn ghi như thế này quý vị và các bạn. Tôi được ông A, cái ông là lập di chúc, mời làm chứng cho việc lập di chúc. Ông A đã nghe toàn bộ nội dung di chúc và ký tên, điểm chỉ. Ký tên nào quý vị? Ký tên thì mình biết rồi ha. Điểm chỉ, dùng cái ngón, điểm chỉ hai ngón trước mặt tôi. Không có bổ sung sửa đổi gì thêm. Các bạn thấy không? Như vậy, để trả lời câu hỏi của chị rằng trong trường hợp người chồng của chị để lại di chúc cho con
thì mặc dù là di chúc không được ký ở ủy ban nhân dân xã phường thị trấn, không được ký ở phòng công chứng, tuy nhiên di chúc đó vẫn có hiệu lực pháp luật. Tại vì giờ luật quy định mà. Tuy nhiên nói đi thì nói lại, ở một số thành phố lớn thì thông thường những cái việc lập di chúc này đã cũng có cái phòng công chứng và ủy ban dân xã phường thị trấn. Tôi cũng có cái hướng dẫn lập di chúc đó, nhưng mà việc lập di chúc đó tôi hướng dẫn cầm tay chỉ việc, nó sẽ rõ ràng, nó phải xác sự hơn. Nếu quý vị và các bạn nào quan tâm thì cũng có thể xem. Trở lại vấn đề là di chúc bằng văn bản có hai người làm chứng thể hiện ý chí của người để lại di sản thì di chúc đó vẫn có hiệu lực pháp luật các bạn nha. Có nghĩa rằng là khi đến khi thời điểm cái ông chồng của chị này chết thì chỉ có một cái di chúc tồn tại nha. Một di chúc tồn tại thì di chúc đó có hiệu lực pháp luật. Còn hiệu lực pháp luật phát sinh thời điểm phát sinh hiệu lực di chúc là thời điểm người có tài sản chết. Ví dụ ông A, ông lập di chúc vào ngày 1 tháng 1 năm 2016. Tuy nhiên đến ngày 1 tháng 1 năm 2018 ông mất thì cái di chúc đó đó, cái di chúc đó phát sinh ngày hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018. Với ước mong rằng tất cả người dân Việt Nam đều có thể cập nhật được những cái kiến thức pháp luật, một chút kiến thức pháp luật đưa đến cho quý vị và các bạn. Tôi chỉ muốn phân tích, tôi chỉ muốn tổng hợp và đưa đến một cái câu chuyện dễ đến tai, dễ dàng tiêu hóa, thẩm thấu từ những người bình dân tới những người trí thức. Cảm ơn quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn thấy cái nội dung này hay thì có thể share cho nhiều người để người dân càng nâng lên kiến thức pháp luật. Cũng giống như tôi đó, nhiều khi cũng muốn bỏ một bữa tư vấn, nhiều khi cũng muốn bỏ một bữa live stream lắm, nhưng tất cả vì tình yêu, dân ta phải biết luật ta. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn.